Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft công viên khủng long. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhớ ấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Thì cái series này mình đã hồi sinh hết tất cả các em khủng long rồi nha các bạn. Hiện tại chúng ta còn thực vật ở trong đây nữa. Đó chính là những cái loại thực vật cổ đại nha các bạn. Những cái loại đó thì các bạn chưa từng thấy đâu, ngoại trừ cái loại Paleorap thì mình trồng nhiều nhất thôi. Chúng ta có tổng cộng hơn 20 loài thực vật ở đây. Đó, trong đó có những cây như là dương sĩ cổ đại nè, và rất là nhiều cái loại cây khác nữa. Tên thì nó rất là dài luôn các bạn ơi. Đó, và lạ nữa. Thì nói chung mấy cái loại thực vật đó mình sẽ hẹn trong một cái video khác nha. Video ngày hôm nay là dành cho một cái phiên bản mod khác nha các bạn. Đó chính là MO Creator. Đó, rất là xịn sò luôn nha anh em. Thì cái bản này nó có tổng cộng là 50 cái mob khác nhau được thêm vào nha các bạn. Hơn 50 mob khác nhau được thêm vào đó. Và các động vật cũng như là những cái loài quái vật khác nữa. Nói chung là nó thêm vừa động vật vừa quái vật nữa các bạn ơi. Tập ngày hôm nay thì chắc mình sẽ tiến hành đi tạo một cái sở thú đó, cho những cái con mob của một cái mod MO Creator này nha các bạn. Đó, tạo một cái sở thú anh em ạ. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ cần lấy đất ra trước coi. Và mình sẽ tạo một cái sàn. Chúng ta sẽ tạo luôn một cái sở thú thời hiện đại nha các bạn. Đó, sở thú thời hiện đại. Quá xịn sò luôn. Rồi, đầu tiên mình sẽ kéo cái lớp đất này ra cái đã. Chúng ta sẽ tạo một cái sàn. Đó, cái sàn thì cực kinh khủng luôn. Đất này thì chúng ta đã có được khi mà đào để mà xây dựng cái chuồng của cái bọn cá sấu thịt Saco sơ chết đó các bạn. Quá chừng đất luôn. Đó, tha hồ mà xây luôn nha. Rồi, thì nói chung mình sẽ mở một cái công viên tổng quát luôn nha các bạn, bao gồm cả công viên thời cổ đại và công viên thời hiện đại luôn nha. Đó, rồi nói chung bây giờ mình tạo một cái sàn trước, rồi tí mình sẽ nhắm cái con động vật nào đó để mà chúng ta sẽ xây chuồng cho nó nha. Đó, trước tiên là phải cần có một cái sàn để mà xây cái chuồng. Thì cái công viên thời hiện đại này á, mình sẽ xây cho nó kế bên cái nhà mình luôn. Đó, nói chung là sát bên cái biệt thự của chúng ta luôn. khi nào mà cần á, mình có thể đi ra đây và nghĩ coi thử như thế nào. Đó, rất là xịn sò luôn. Và nó cũng sẵn tiện để mà chăm sóc nữa. Rồi, dùng wand để mà kéo qua thôi các bạn ơi. Wow, mới kéo một xíu mà trời nó cũng muốn tối rồi. Ok, thì chắc mình sẽ làm cái công việc này nhanh thôi các bạn. Mình sẽ tu nhanh một xíu đi. Đó, chứ ngồi mà kéo ra nó mệt lắm. Ở đây mình sẽ đặt một cái block cobblestone ra nha. Đó, cách ra 5 ô nha các bạn. We'll be right back.
Cái sàn đã được xây xong rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi vô đây và chuẩn bị. Đó, đầu tiên chúng ta sẽ lấy sắt ra nha. Đây, mình có rất là nhiều sắt đây. Quá chừng quá đất luôn. Trời ơi, tôi có sắt như này mà tôi còn không có để ý nữa. Cái này là số sắt cũng như là một vài cái thứ mà mình đã nung từ trước đó rồi nè, để mình tạo ra những cái block. Coi thử mình được bao nhiêu cái rồi. Ồ, hiện tại chúng ta được đâu đó, trời ơi, 76 block thôi các bạn ơi. Chưa đủ để mà xây một cái chuồng xịn sò rồi. Thôi thì chắc mình sẽ dùng cobblestone đỡ vậy. Đó, không đủ sắt thì dùng đá thôi cũng được. Đá thì chuồng nó sẽ không có được xịn sò bằng các bạn ơi. Đó, rồi sẵn tiện chúng ta sẽ kiếm coi. Mình có để mấy cái mấy cái dây nè các bạn ơi. Đó, hai cái dây. Rồi, thế là hết dây rồi. Mình sẽ lấy mấy cái slime ball ra nha, để mà chế tạo thêm mấy cái dây cái đã. Ăn một cái rồi. Đói sớm quá. Rồi, công thức nó rất là dễ đó các bạn ơi. Đó, 16 cái cọng dây đã được tạo thành rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ lấy những cọng dây này và đi gọi là đi thuần hóa những em động vật khác các bạn ơi, để cho nó về với cái sở thú của mình. Đó, rất là chỉnh sò luôn. Đây, mình sẽ đi vô mình cất đồ lại cái đã. Trời, đồ đạc để tùm lum tà la hết nè. Mấy cái quả bả banh nè. Cái bọn khủng long nó chơi nó đá ra ngoài cái chuồng không à. Bọn này nó lì kinh khủng. Hình như mình có mấy cái chisel stone brick thì phải. Đây các bạn ơi, đây rồi. Trời ơi, nãy giờ tìm mới ra đó. Để trong cái rương chỗ này các bạn ơi. Và những cái work slab này chắc mình cất lại đi. Cái đó mà sử dụng để mà xây chuồng thì nó cũng khá là phí. Thạch anh mà. Rồi, tạm cất mấy cái số block này vô trong đây nha các bạn. Ok, tiếp tục. Đi xuống đây. Mình sẽ lấy mấy cái gỗ bạch dương thôi. Bush slab là được rồi. Không cần work slab đâu các bạn. Đây, gỗ bạch dương. Đó, nó đủ sang chảnh rồi đó. Ok, trời nó cũng còn sáng mà. Chúng ta sẽ đi kiếm mấy cái em động vật để mà dụ nó về cái sở thú của mình các bạn. Đầu tiên mình sẽ còn là một cái fan. Chính xác là nhiều cái fan. Đây là hàng rào các bạn ơi. Công thức rất là dễ thôi. Đây là phiên bản 1.7.10 mà. Nên là công thức toàn là bằng stick thôi các bạn à. Và nó chỉ có hai cái loại hàng rào thôi hả? Wow, hàng rào nether và hàng rào gỗ bình thường thôi. Gỗ nó cũng không có phân biệt ra màu nữa các bạn ơi. Buồn vậy. Rồi. Mình tạo sẵn mấy cái hàng rào á, để mà mình khi mà thuần hóa mấy cái em động vật xong á, mình lấy dây mình có thể cột lại được các bạn ơi. Chắc mình sẽ đặt sau mấy cái block này đi ha. Sau cái block cobblestone này đi. Đây, chỗ này đặt ba cái hàng rào. Đó. Chỗ này nó không có đều nè. Đặt lại một cái các bạn ơi. Đập ra và đặt lại thôi. Có gì đâu. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ đi thuần hóa động vật nha các bạn. Để mình coi có con gì bắt về sở thú nước nào. Có con gì xa xa kìa. Con cáo các bạn ơi. Con cáo thì chắc mình sẽ hẹn nó trong một cái tập nào đó nha. Để mình qua bên đây coi thử. Sao lá cây nó rụng hết vậy. Có hai cái cây gỗ khô ở đây nè. Ô, hên quá không chết các bạn ơi. Trời, mình vừa thấy cái con chồn. Mình quay mặt lại cái mình té xuống đây luôn. Đâu rồi. Thôi kệ con chồn đi. Chắc tập ngày hôm nay mình sẽ đi thuần hóa gấu trúc nha các bạn. Gấu trúc nó rất là dễ thuần hóa luôn. Chúng ta dùng những cái cây mía là có thể thuần hóa được rồi. Đây, một con đây các bạn. Đây, và quanh đây còn có con gấu trúc nào nữa không? Hình như là không rồi. Rồi, mình sẽ thuần hóa luôn bằng cách cho nó ăn. Mình sẽ đặt tên nó là Panda nha các bạn. Đó, em đầu tiên. Ủa, sao mình cột dây nó không được vậy? Đừng nói là cái con chuột của tôi nó bị double click nữa nha.
Ủa, cục dây vẫn không được. Ơ, sao kỳ vậy? Con này. Rồi, dắt được nó rồi các bạn ơi. Chúng ta sẽ dắt nó đi. Đó. Gấu trúc này thì lâu lâu nó cũng khá là lười. Đó, nó hay ngồi như thế này nữa các bạn. Rồi, chúng ta sẽ kéo nó đi luôn. Kéo nó đi về cái sở thú của mình. Ồ, có con chồn đi theo nữa kìa. Hú hùng. Hú hùng con chồn. Tính hù tôi hả? À, ồ, lại đứt dây nữa các bạn ơi. Chúng ta nhặt lại. Rồi. Mình dùng cái cây sugar cane này. Đó, nó đã bớt lười biếng rồi các bạn ơi. Nó đã ngồi dậy, nó đã đứng dậy nó đi rồi nè. Ồ, nó lại đi đâu nữa rồi? Trời đất ơi, cái con này khó khăn quá à. Chắc mình đi về nhà mình ngủ cái. Rồi tí mình sẽ teleport đi ra lại với các bạn. Trời đất ơi, thuần hóa cái con gấu trúc thôi mà khó quá à. Ngủ một phát coi các bạn. Hên quá, ngủ được rồi nè. Rồi, trời mà tối á, cái bọn quái nó xuất hiện dữ lắm. Bọn quái của cái mod nó, emulator á, nó mạnh đó các bạn ơi. Để mình kiếm coi con gấu trúc hồi nãy. Ô, qua đây có mấy con nai nè. Gấu trúc hồi nãy đâu rồi? Em nó trốn ở đâu rồi? Đây các bạn ơi, ây, nó đã đứng dậy nó đi rồi nè. Đó, đi bằng bốn chân. Nó khác gấu thường ha, gấu thường đi bằng hai chân. Hay thiệt. Rồi, phải dụ cho nó đi các bạn ơi. Con này nó khá là lười đó, lâu lâu nó sẽ ngồi xuống. Rồi, đi con. Đi nào, đi nào. Theo ta về sở thú. Ồ, rồi nó lại ngồi rồi các bạn ơi. Biết ngay mà. Trời ơi. Ngồi thì mình sẽ kéo nó đi nha các bạn. Bọn này nó sẽ đi theo mình khi mà mình cầm trên tay những cái cây mí nha. Kéo nó đi, kéo nó đi. Tội vãi chưởng. Đi nào, đi nào. Đó, nó chịu đứng dậy rồi các bạn. Ồ, phải dụ nó mới được. Trời ơi, ăn rồi ngày tối ngồi không à, con này. Lại ngồi nữa rồi. Ồ, đứng dậy rồi, hay quá các bạn ơi. Chúng ta sẽ cột nó vào trong đây. Thế là mình đã dụ được một em gấu trúc rồi nè. Cột nó lại. Đó, xịn xò liền. Quá đã anh em à. Em đầu tiên. Rồi, bây giờ mình sẽ dụ thêm một em gấu trúc khác nữa nha. Chắc tập hôm nay chúng ta sẽ làm về gấu trúc nha các bạn. Đó. Thì trong cái bản mod MO Creator nó có 4 loại gấu. Gấu Bắc Cực, gấu trúc, gấu nâu và gấu đen nha. Đó. Trong đó cái con gấu Bắc Cực là nó hung tợn nhất đó các bạn. Ồ, mình mới thấy qua đây có con gấu trúc mà. À đây rồi các bạn. Em gấu trúc đây rồi. Mình sẽ thuần hóa nó luôn và đặt tên nó là Panda tiếp luôn nha. Chúng ta có thể chọn một cái tên khác được. Đó, cho nó ăn là mình sẽ được đặt tên nha các bạn. Ồ, em này. Chuột lại bị double lick rồi. Thôi bây giờ kéo nó đi tiếp các bạn ơi. Đó, em gấu trúc thứ hai. Ờ, chỗ này có con thỏ nè, quá xịn ha. Và chắc sau này mình cũng sẽ làm một cái sở thú cho thỏ luôn. Chính xác là những cái chuồng cho thỏ. Kéo nó đi các bạn ơi. Ồ, lại bị đứt dây rồi. Con gấu này có vẻ nó bự quá, nó chui qua đây không được các bạn ơi. Mình sẽ đập hai cái block này đi luôn đi. Rồi, vứt đi. Chúng ta sẽ kéo nó tiếp tục nha. Đi nè con. Đó, qua được rồi các bạn. Hên quá. Đi nè, tôi có mí cho nè. Chỉnh sơ liền, chỉnh sơ liền. Đi theo tôi. Hên quá. À, và chỗ này chắc mình sẽ đào một cái lối tắt để mà đi lên nha các bạn. Một cái lối thiệt là rộng. Để cho mấy cái con này nó thể đi lên được. Rồi, đi lên nào. Lên đây, lên đây. Nhanh lên, nhanh lên. Nó nhảy tưng 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 kìa. Lì vãi chưởng. Nhìn rất là dễ thương nha các bạn. Wow, xịn sò liền ha. Nó nhảy nè. Rồi, mình sẽ cột thêm cái em thứ hai vô trong cái hàng rào này luôn nha. Đó, thế là đã có được hai em gấu trúc rồi nha các bạn. Rồi, bây giờ tiến hành xây chuồng cho nó thôi. Quá xịn sò rồi còn gì nữa. Trời đất ơi, còn gì bằng nữa các bạn.
Bên đây còn em cấu trúc nào nữa không? Wow, có khá là nhiều cái em người cây ở bên đây nha các bạn. Cái bọn người cây này á thì nó chỉ trồng cây được thôi. Với lại nó cũng không có hành làm hại chúng ta nên là mình sẽ không đụng chạm tới nó nha. À, có con voi nè. Con voi con các bạn ơi. Sẵn tiện thì mình sẽ thuần hóa cái con voi này luôn. Trời ơi, tìm gấu trúc mà thấy được con voi anh em ạ. Mình sẽ tạo sugar nè và chúng ta sẽ tạo ra những cái cục đường. Đó, công thức như thế này nè các bạn. 10 cục là chúng ta có thể thuần hóa được một cái con voi con rồi đó. Mà chỉ voi con mới có thể dùng đường để mà thuần hóa thôi nha. Đó. Chứ những cái con voi trưởng thành này nó không có được đâu các bạn. Đây, mình sẽ cho 10 cục. Rồi, ngon lành. Đặt tên nó là Elephant. Đặt tên bình thường thôi các bạn ơi. Đó, rồi, mình sẽ dắt nó về luôn nha. Quá xịn sò luôn. Wow, được một em voi con nữa. Quá đã. Còn gì bằng nữa. Thì voi nó cũng có 4 loại luôn nha các bạn. Rất là xịn luôn. Trong đó có voi Mammoth nữa. Voi Mammoth là cái con voi riêng của cái mod Emulator chứ không phải là của mod công viên khủng long nha. Đó, hay lắm. Rồi, quãng đường thì nó cũng khá là xa đó. Mình sẽ dắt nó về thôi. Đi về nhà nè. Xịn sò chưa? Đó, có được em voi. Quá đã luôn. Ồ, ngoài đây chúng ta còn có một con voi khác các bạn ơi. Ồ, và hình như voi này là voi trưởng thành rồi nè. Con voi này hình như kích thước nó nhỏ hơn. Voi trưởng thành mà nó nhỏ thế nha. Hình như mình đang dắt một cái con loài khác với lại cái con voi đen đó các bạn à. Ok, mình sẽ dắt cái đường này nha. Rồi, sắp về tới nhà rồi nè. Đi nào, đi nào. Băng qua cái con sông này nữa là chúng ta sẽ tới nhà nha các bạn. Trời đất ơi. Dắt voi mà trời nó muốn tối luôn rồi nè. Kinh khủng chưa. Dắt nó về thôi các bạn. Con voi này nó di chuyển rất là phê nha. Những con voi này chúng ta có thể thuần hóa và đeo những cái vật phẩm cho nó rất là xịn sò luôn. Có thể đeo rương nè, đeo ngà cho nó để nó tấn công nè, và đeo những cái ngai. Những cái ngai vàng đó các bạn, để chúng ta ngồi lên trên đó nữa, rất là xịn luôn. Nhưng mà phải đợi cho những cái con voi nhỏ này nó trưởng thành mới được. Rồi mình sẽ cột cái em voi này vào cái mấy con gấu này sao nó bung dây hết rồi. Cột voi vô đây đi. Và hai con gấu này chắc mình đã cột lại rồi nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xây một cái chuồng cho gấu trúc đó, panda, những em gấu siêu cute for my way này. Hai em các bạn. Nhìn nó ngáo quá chưởng. Rồi, cái chuồng thì chắc mình sẽ xây là diện tích 22x22 nha. Để mình coi. Tiến hành xây chuồng thôi anh em ạ. Trước tiên là 18 trước đấy. 16 chứ ha. Trước tiên mình sẽ xây như thế này trước coi. Đây là diện tích 20. Mình coi thử 20x20 nó như thế nào nha. Nếu không ổn thì chúng ta sẽ mở rộng ra luôn nha các bạn. Nên mở rộng không ta? Mấy con gấu này nó ở trong cái chuồng này thì nó có là chật quá không? Để trước tiên mình dắt tụi nó vô mấy cái chuồng cá đã nha các bạn. Rồi, đi nào. Đi vô chuồng của tụi bay nè. Dắt hai em vô luôn nha các bạn. Cột lại. Con này cũng cột lại luôn. Đó, xịn sò rồi đó. Tí đỡ mất công phải dụ nó vô các bạn ơi. Rồi, kéo ra tiếp 18 block. Mình dùng stone brick để mà làm cái thành. Đó, còn cái trụ thì làm bằng cobblestone. Mấy cái loại này đã được chisel hết rồi nha các bạn. Rồi, đây là một cái chuồng có diện tích 20x20. Nó cũng khá là hẹp ha. Chắc chúng ta mở rộng ra thêm 2 ô nữa cho nó bằng với cái vòng thành của cái ngôi nhà của mình luôn. Đúng rồi, mở rộng thêm một xíu nữa đi. Lại bị double click nữa rồi. Ok, mình sẽ mở rộng luôn nha các bạn. Đó, cho nó xịn sò hơn. Và cái phía bên này cũng vậy luôn.
chúng ta cũng mở rộng ra luôn nha các bạn. Và đúng rồi, chỗ đó là đúng rồi đó. Ok. À, có em zombie kìa, tính tấn công tôi nè. Lâu lắm rồi mới cầm cung lại các bạn ơi. Bữa giờ toàn xây nhà không à. Ủa, nó bị gót block nè. Trời ơi, đặt xuống mà không có thấy cái block ở đâu hết. Rồi, chúng ta sẽ kéo qua bên này luôn nha. Chỉnh trò rồi đó. Bên đây mình cũng sẽ kéo qua luôn nha. Một cái chuồng hình vuông nha các bạn. Như vậy cho nó sống nó thoải mái hơn. Ồ, có một em zombie mặc giáp kìa. Tới đây định tấn công tôi hả? Mặc giáp vàng luôn các bạn. Chết queo luôn. Chỉnh trò rồi. Cái con voi này nó tưng nè. Lì quá vậy. À, nó đã chịu đứng yên rồi các bạn ơi. Ồ, zombie ở đây xuất hiện hoài luôn. Rồi. Thì cái chuồng này mình sẽ xây cho nó cao 5 ô nha. Đó. Rồi, cao 5 ô như vậy là được rồi. Mình thấy mấy con gấu trúc này nó cũng đâu có vượt qua được đâu. Hình như bọn cái gấu trúc này nó cũng không có phá được mấy cái block các bạn ơi. Chúng ta cũng khá là an toàn. Khá là an toàn khi sử dụng bằng cobblestone, những loại đá bình thường thôi. Zombie, hai em luôn, ghê. Ghê quá vậy, chết queo hết luôn. Đó. Rồi mình sẽ kéo tiếp tục. Mấy con này nó tới đây hoài luôn nha. Chúng ta có được khá là nhiều thịt thối và kinh nghiệm nè. Mình sẽ vứt hết luôn nha các bạn. Thịt thối quá chừng. Ăn vô là có độc đó. Ok, tiếp tục kéo nữa thôi các bạn ơi. Con chuột này nó bị double lick hoài làm tôi khó chịu đó nha. Rồi chỗ này mình cũng sẽ đặt block lên như thế này luôn nha. Đó, đã xong được 1/2 của cái khung rồi đó các bạn. Rồi, có vẻ như vậy là nó cũng khá là ổn rồi đó. Chúng ta sẽ kéo tiếp tục. Kéo tiếp tục thôi anh em ạ. Rồi, một cái cobblestone ở đây. Bây giờ mình sẽ nối bên này với lại bên kia nữa là xong. Rồi, tới chưa vậy? Rồi, đã xong các bạn ơi. Tiếp theo chúng ta sẽ ốp những cái slab bạch dương nha. Đó, những cái mình đã tính toán hồi nãy. Xài có bạch dương cho nó sang anh em à. Cho nó sang chuẩn. Chúng ta sẽ ốp ở trên để cho cái bọn quái nó sẽ không xuất hiện được. Mình dư mấy cái slab rồi nè. Hay, chắc không sao đâu. Thôi kệ đi. Trước tiên là ốp mấy cái slab ở trên nóc trước rồi tính tiếp. Rồi, con chuột nó lại bị double lick nữa rồi. Lấy cái rìu ra chặt cho nó lẹ nè. Bị hoài luôn á. Nó đã đỡ hơn cái tình trạng double lick rồi. Xong, thế là chúng ta đã xong được cái phần mái luôn rồi nha. Chắc bây giờ mình sẽ xuống đây mình tạo một cái cổng quá. Đây ra cái cổng mình sẽ tạo phía bên này đi ha. Mình sẽ cách ra 8 ô trước nha các bạn. Đó, 8 ô. Bên đây cũng cách ra 8 ô luôn nha. Rồi. Wow, vừa đủ một cái cổng. Một cái cổng có hai cái cửa các bạn ơi. Mình sẽ tạo một cái cổng trước nha. Đây, cũng là dùng hai cái loại cobblestone và stone brick đã được chisel. Đó. Toàn bằng đá luôn các bạn ơi. Rồi, xịn sơn hơn rồi đó.
Mình sẽ tạo luôn hai cái cửa nha. Tạo luôn hai cái cửa bằng gỗ nha các bạn. Đây, đặt như thế này. Ha ha, thế là đã xong rồi. Xong được cái phần khung của cái chuồng cho bọn gấu trúc rồi các bạn ơi. Ở đây thì mình sẽ lấy glowstone để mà thắp sáng cái đã. Tôi để glowstone ở đâu rồi? Lấy ra để thắp sáng bạn ơi, cho quái nó khỏi xuất hiện luôn. Bên đây một cục, bên đây cũng một cục. Có con phù thủy kìa các bạn. Bắn một phát coi. Ây da, biết tôi tính bắn hay sao mà chạy vậy? Làm một phát nữa cho chết queo đi. Ây da, chết queo luôn. Nó đang uống thuốc hồi máu đó bạn ơi. Phù thủy nó lợi lắm á. Ây da, mình đặt lộn rồi. Ồ, kinh khủng chứ bạn. Một đống nhện ở dưới nó đang chờ mình luôn. Sợ quá. Cái chỗ này thiệt là nguy hiểm. Giờ mình sẽ cố gắng mình đặt nhanh thôi. Đó, mình sẽ đặt cách 4 ô một cục glowstone nha. Cách 4 ô một cục. Rồi, phía bên này cũng vậy luôn nha các bạn. Cách 4 ô và một cục. Bây giờ chúng ta chỉ cần giống qua thôi. Rất là đơn giản nè. Đó, giống qua là được rồi. Cái chuồng này nó nhỏ nên là mình làm nó rất là nhanh thôi. Đó, xong xuôi. Còn 4 cục glowstone nữa là xong nha các bạn. Và cái cục glowstone cuối cùng đặt ở đây nha các bạn. Cái con kia nó tính nhảy ra hay là cái gì đó. Rồi ở đây thì mình sẽ tạo thêm những cái hàng rào đi. Chúng ta sẽ sử dụng mấy cái hàng rào bằng gỗ nha. Đó, hàng rào gỗ để mà lắp quanh cái chuồng này luôn. Ok, kéo ra thôi. Nhìn nó cũng khá là tù đó. Rồi, dùng cái quanh kéo ra luôn cho nó lẹ nha các bạn. Tiếp tục phía bên này cũng vậy luôn nha. Chết rồi, thiếu hàng rào rồi, mình sẽ tạo thêm nha. Đó, chỉ cần tạo những cái cây stick thì chúng ta sẽ có thêm được những cái hàng rào bằng gỗ khác rồi. À, một lần mình xài 3 cái lận. Không đủ các bạn ơi, chúng ta sẽ tạo thêm nữa coi. Rồi, 42 cái. Có vẻ là đủ rồi đó. Rồi, bây giờ thì mình sẽ trang trí cái phần chính giữa của cái chuồng này nha. Mình sẽ tạo một cái hồ nhân tạo đi để mà trồng mí cho cái bọn gấu trúc này, nó đói nó có thể ăn được nha các bạn. Rồi, tạo một cái hồ nhân tạo. Trong cái hồ nó bự bự luôn nha các bạn. Xơi. Đó. Ở dưới kia có mấy em skeleton nó chờ mình sẵn nè. Để mình tạo cho nó bự bự một xíu nữa đã. Có vẻ kích thước như này là tạm được rồi các bạn à. Ồ, dưới kia có mấy con nhện nè, quá chừng quá đất nhện luôn. Để mình dứt mấy em skeleton này cái đã. Chúng ta phải dứt mấy con này để mà xuống dưới. Mới xây dựng được cái hồ nhân tạo này được các bạn ơi. Mày nè con, chết queo luôn. Còn nữa không? Chắc hết rồi bạn ơi. À, có mấy em. Ây da, Creeper nè. Cái con xương nó bắn mình. Mày bắn tao nè.
chết queo luôn. Mà xa xa còn có người sói nữa các bạn. Ban ngày người ta sẽ xuất hiện với cái hình dáng là người đó các bạn ơi, nguy hiểm lắm. Ok, mình sẽ xây lên đây luôn. Trời ơi, đang xây mà cái con này, mày nè con, chết queo, kinh khủng. Cái cung của mình nó có infinity á, nên là bắn thoải mái các bạn ơi, chỉ còn một cái tên thôi, có thể bắn được vô số luôn nha. Rồi, ở đây thì mình sẽ xây một cái phần ở dưới đế hồ nha. Cái phần đế hồ thì mình sẽ lắp bằng cát thôi. Phải xây như này trước mới đặt cát được các bạn ơi, chứ không là cát nó sẽ bị rớt xuống dưới hết. Rồi, ok. Phần dưới này chúng ta sẽ chắc mình sẽ xây cho nó thấp xuống một xíu nữa luôn đi ha. Cái hồ nhân tạo nó cũng sâu sâu một xíu đi cho nó xịn xịn cái đã. Sâu như này là cũng khá là được rồi đó. Ok rồi. Ai da, dưới đây còn em nhện nữa. Đâu canh me canh chua tôi ghê vậy. Đó, xong xuôi luôn nha các bạn. Rồi ở đây mình sẽ đặt cát vô thôi. Đó, đơn giản. Cũng như là cái phần đáy dưới đây mình cũng sẽ đặt cát luôn nha. Vậy nó mới giống một cái hồ nha các bạn. Ok, rồi, chỉnh cho rồi đó. Rồi, đổ nước vô thôi các bạn ơi. Trời ơi, ngon lành. Mình sẽ tạo một cái nguồn nước vô hạn ở cái hồ nhỏ dưới đây trước nha. Rồi tiếp mình sẽ tạo nguồn nước vô hạn ở trên cái hồ bự ở trên luôn. Rồi, chúng ta đã có được nước vô hạn rồi nè. Giờ mình sẽ tiến hành mình đổ đổ lên trên này đi. Đó, chỗ này còn thiếu một cái block đúng không? Chúng ta sẽ đặt một cái block cát ở chỗ này luôn. Ô, cát tôi để đâu rồi? Không có trong hai ba lô này, vậy là ba lô xanh rồi. Đó, đặt cát ở trên cái bề mặt ở trên á, để mà khi trồng mía nó sẽ phát triển nhanh hơn nha các bạn. Mía nó sẽ phát triển trên cát nhanh hơn khi phát triển ở trên đất với cỏ nha. Ồ, rồi, đã có được một cái nguồn nước vô hạn rồi đó. Chúng ta sẽ tiếp tục đổ ra hết cái hồ này luôn. Ok, và phần bên này nữa. Rồi, có vẻ đã xong luôn rồi các bạn ơi. Nước là không còn chảy xiết nữa rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành lấy sugarcane ra, lấy những cái cây mía ra để mà trồng trên những cái lớp cát này luôn nha. Cho bằng này nó đói thì nó có thể tới đây nó ăn được. Chỉnh cho liền. Ngon lành. Sẵn tiện thì mình sẽ tháo dây cho bọn này luôn. Đó, đã xong. Hai panda đã được tự do rồi đó. Wow, hai con mà nó ở trong cái chuồng này thì nó quá rộng ha. Hy vọng nó có thể sinh sản được. Sẵn tiện thì mình có một cái cây whip các bạn ơi. Đây, công thức chế tạo từ những cái da bò nè, cũng như là từ iron ingot và ba cái bit cát lo các bạn ơi. Cái này chúng ta có thể dùng cho bọn nó ngồi hay là nó đứng được nè. Cứ lít chuột phải là cái cây whip này nó sẽ xài được nha các bạn. Nhưng mà cái bọn panda nó sẽ có hai thói quen, nó có thể ngồi và nó có thể đi bằng bốn chân được. Rồi,
chắc mình sẽ tạo một cái chỗ cho cái bọn này chơi luôn quá. Bọn này nó cũng thích leo trèo nữa các bạn ơi. Mình sẽ tạo cái chỗ nhân tạo cho cái cho tụi nó chơi luôn nha. Hy vọng nó không có rộng quá. Đó, đến đây mà leo lên là được rồi. Đó. Chơi đến xịn sò liền. Ok, chỗ này nó có thể leo lên được rồi đó các bạn ơi. Mình sẽ đập mấy cái hàng rào dư này ra đi ha, để nhiều cái cây chống quá nó sẽ làm xấu á. Ok, chắc lấy luôn cái cây rìu chắc cho nó nhanh, chắc bằng tay chứ do nó lâu vậy. Đó, rồi để mình nghiên cứu coi. Như vậy là nó nhỏ quá không ta, chắc phần bên đây mình cũng làm thêm một cái y như vậy luôn nha. Đó, rồi như vậy có thể đi lên được nè, quá xịn sò rồi. Ngon lành. Mình sẽ tạo thêm những cái chỗ cho tụi nó có thể di chuyển được. Đó, ôi ôi xịn sò liền. Rồi, thế là đã xong phần chuồng của cái bọn panda rồi các bạn. Ha, mình đã trang trí xong luôn rồi. Bọn gấu trúc, chắc ở đây mình sẽ tạo cái cổng ở bên này luôn quá. Mình sẽ đổi chiều của cái cổng đi, cái cổng nằm bên kia nó không có được hợp lý cho lắm. Đó, chúng ta sẽ tạo cái cổng chỗ này đi, dùng mấy cái stone brick nè, làm cho nó lẹ luôn. Rồi, phần này thì mình sẽ đập ra nha các bạn. Chặt hai cái cửa này đi luôn đi. Mình sẽ đổi cái loại cửa luôn. Đó, chúng ta sẽ lắp lại. Có cái cánh cửa kia vô luôn. Sơi ơi, chỉnh cho liền. Rồi, đã xong. Chỗ này mình còn thiếu cái cửa đúng không? Thế là đã xong chuồng cho cái bọn gấu trúc rồi nha các bạn. Con voi hồi nãy bây giờ nó đã lớn rồi các bạn. Ôi nó to vãi chưởng luôn. Rồi, trong này mấy cái cây mía nó đã phát triển luôn nè. Xịn nha. Sẵn tiện thì mình sẽ hái luôn, thu hoạch luôn các bạn ơi. Đó, có con gấu trúc nó tới nó theo mình kìa. Tới nó ăn mía các bạn ơi. Đó, xịn sò liền. Rồi, đã xong chuồng cho hai em gấu trúc. Một con đang tắm và một con đang ngồi chỗ này làm cái gì đó. Con này nó lười biếng quá. Và ở ngoài này cái cửa mình cũng đã thay bằng gỗ bạch dương rồi nha các bạn. Cửa carpenter block. Quá xịn luôn. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hôm nay mình đã tạo xong một cái chuồng cho cái sở thú thời hiện đại, đó chính là chuồng gấu trúc nha. Thì nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhớ bấm vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình. Ngoài ra nhớ comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này và like Bay Fury Gaming để cập nhật thêm nhiều thông tin khác nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.